Ngoài hoạt động nghệ thuật, một số sao Việt còn làm thêm nghề tay trái để nâng cao thu nhập và dàn mỹ nhân màn ảnh Việt như Huyền Ly Di, Lã Thanh Huyền, Phương Oanh cũng không ngoại lệ. Đáng chú ý, những mỹ nhân này đều kinh doanh cực kỳ mát tay. 1. Huyền Ly Di. Huyền Ly Di được khán giả biết đến là một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng. Trước nay, cô đã từng đảm nhận vô số bộ phim tạo được tiếng vang, trong đó phải kể đến Trái Tim Có Nắng, Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Tình Yêu Và Tham Vọng, Hồ Sơ Cá Sấu, Thương Ngày Nắng Về. 2. Không chỉ diễn hay, Huyền Ly Di còn kinh doanh cực kỳ mát tay. Được biết, trước đây sao nữ này từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, sau đó mới dễ hướng sang phim ảnh. Vậy nên, khi bắt tay vào công việc kinh doanh, Huyền Ly Di đảm nhận rất tốt. Hiện, Huyền Ly Di đang là CEO của 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Nữ diễn viên đặt mục tiêu sẽ mở rộng thương hiệu của mình đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, đủ để thấy được niềm đam mê với kinh doanh của cô không hề nhỏ. 2. Lã Thanh Huyền. Sau đăng quang cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21, Lã Thanh Huyền đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật và nhanh chóng tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Giờ đây, khi nhắc đến cô, khán giả hâm mộ sẽ nhớ đến hàng loạt những bộ phim nổi tiếng như Đi Về Phía Mặt Trời, Thiên Thần Bé Nhỏ, Blog Nàng Dâu, Tình Yêu Không Hẹn Trước, Tình Yêu Và Tham Vọng. Theo đó, ai cũng phải công nhận Lã Thanh Huyền có khả năng diễn xuất cực kỳ ấn tượng. Nét diễn chân thật và gương mặt ăn hình của cô thành công chinh phục số đông khán giả màn ảnh nhỏ. Không dừng lại ở đó, Lã Thanh Huyền còn lấn sân sang kinh doanh khá thành công. Được biết, ngoài kinh doanh chuỗi siêu thị tiện lợi với 10 chi nhánh mở rộng ở nhiều khu vực, Lã Thanh Huyền còn được mệnh danh là đại gia mới của thị trường kim cương. Với sự nhạy bén, thông minh và không ngừng cầu thị, Lã Thanh Huyền đã tìm được thị trường khách hàng cho riêng mình, thành công phát triển nhiều công ty cùng lúc. 3. Phương Oanh. Không thua kém các đồng nghiệp, nữ diễn viên Phương Oanh ngoài hoạt động nghệ thuật còn lấn sân sang kinh doanh cực kỳ mát tay. Theo đó, được biết nghề tay trái của Phương Oanh là kinh doanh lĩnh vực làm đẹp. Nói về việc bắt tay vào kinh doanh, Phương Oanh từng cho biết, cái máu kinh doanh ấy vẫn luôn cháy âm ỉ từng ngày chưa bao giờ nguội cả. Vậy nên, khi cảm nhận thời cơ thuận lợi, Phương Oanh đã lập tức bung vốn làm ăn. Bộc bạch thêm về nghề tay trái, Phương Oanh tiết lộ, các xê đóng phim chỉ trang trải được cuộc sống với mức bình thường. Muốn nâng cao chất lượng cuộc sống thì tôi buộc phải kinh doanh hoặc nhận quảng cáo cho các nhãn hàng. Nguồn thu nhập từ kinh doanh giúp tôi có cuộc sống tốt hơn, yên tâm theo đuổi niềm đam mê đóng phim của mình. 3. Có thể thấy, những mỹ nhân Việt kể trên là những ngôi sao rất đa tài, họ có khả năng hoạt động song song ở nhiều vai trò và đều thành công. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.